Bước sang năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại các bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị năm mới. Đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đề nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri cực chuẩn, sách trời ghi rõ, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, được lộc nhà Thánh, mà bất ngờ trúng số liên tiếp, tiền bạc kéo về nhà như nước lũ, phất lên giàu có ầm ầm sau một đêm. Thưa quý cô bác thân mến, có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn số phận của mình tốt đẹp và thuận lợi, sống luôn hạnh phúc ấm êm, chẳng phải lao tâm khổ tứ phải không nào? Thế nhưng số mệnh con người đều đã được an bài, từ đầu đến cuối, chỉ có số ít người nắm được thời cơ mà vất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang phú quý chỉ trong chớp mắt. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn này, cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ xuất hiện rất nhiều những biến động lớn trong vận trình của mình, từ xây dựng sự nghiệp suốt bao nhiêu năm qua cho tới gia đạo và sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, nếu như nắm chắc được lá số tử vi của mình trong thời gian này thì bản mệnh sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình, tiền bạc ùn ùn kéo đến, trả sạch được mọi khoản nợ nần, đổi vận giàu sang, dư giả và sung túc, khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng và ghen tị. Vậy, diễn biến vận trình của cô bác Nhâm Dần trong 4 tháng đầu năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Cô bác cần nắm chắc điều gì để đổi đời hưng vượng, gạt văng những hung vận kéo đến? Hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ở nội dung chi tiết dưới đây cô bác nhé! Quý cô bác tuổi Nhâm Dần thân mến, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, xét theo ngũ hành. Mệnh hỏa của năm tư khắc với mệnh kim của tuổi, nhưng có thiên can nhâm, tương sinh với năm giáp, địa chi dần bình hòa với thìn. Nhìn chung năm 2024 này, được đánh giá là một năm mãn nguyện như ý đối với cô bác tuổi Nhâm Dần đó ạ. Vận trình tử vi năm 2024 của tuổi Nhâm Dần có hợp có xung, ý chỉ rằng trong năm này, mệnh chủ sẽ có cả những thuận lợi và thách thức riêng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, cô bác Nhâm Dần có thể chuyển hóa được kết quả bền vững, nhưng nếu chủ quan kiêu ngạo, thì cơ hội sẽ vụt khỏi tầm tay. Trong 12 con giáp, Nhâm Dần là những người dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi, với tinh thần cầu tiến, bản mệnh không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Nhâm Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực địa vị, cô bác sẽ không làm những công việc tầm thường vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Trong 4 tháng đầu năm 2024 này là giai đoạn mà Nhâm Dần sẽ thực hiện được những dự định của mình được êm ả. Nhưng cô bác hãy cân nhắc một điều là phải có kế hoạch và sự chuẩn bị trước, lường được những khó khăn sẽ phải vượt qua. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin có đôi điều lưu ý với quý cô bác trong vận trình 4 tháng đầu năm này. Thứ nhất, về công việc và sự nghiệp. Trong 4 tháng đầu năm 2024 này, công việc của Nhâm Dần sẽ có nhiều chuyển biến mới. Mệnh chủ sẽ gặp gỡ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc gặp khó khăn. Việc có thêm một người quý cô bác đồng hành tin cậy sẽ giúp cho công việc làm ăn của bản mệnh có tiềm năng phát triển hơn, là người quyết đoán, dám nghĩ, dám làm. Nhưng năm 2024 này, cô bác Nhâm Dần nên thận trọng hơn, cân nhắc thật kỹ càng trước các quyết định đầu tư, hùn vốn làm ăn chung. Ở độ tuổi này, khi sự nghiệp đã ổn định, thì mệnh chủ cần bảo vệ thành quả của mình, ưu tiên chất lượng chậm nhưng chắc. Tuổi Nhâm Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho cô bác thu nhập được thông tin kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy cô bác mắc phải sai lầm. Những việc người khác không làm được thì tuổi Nhâm Dần lại giải quyết nhanh chóng. Lý do là bởi cô bác không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Cô bác coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có
có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy mà tuổi Nhâm Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Cô bác sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị và quyền lực trong tay. Tuổi Nhâm Dần là những người khá quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, không bao giờ tin vào số phận hay may mắn. Dù có khó khăn gặp phải thất bại, cô bác cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu, không bao giờ chịu đầu hàng trước thử thách. Đối với tuổi Nhâm Dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc. Cô bác cố gắng phấn đấu cả đời để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể. Cô bác sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người đang gặp khó khăn mà không hề do dự. Nhâm Dần chính là con người như vậy, một người có con mắt nhìn xa trông rộng, nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình. Bởi vậy mà tuổi này luôn đưa ra những quyết định chính xác đúng thời cơ. Thứ hai, về tình hình tài chính. Tài chính của tuổi Nhâm Dần trong 4 tháng đầu năm 2024 được dự báo là hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên cô bác Nhâm Dần cần phải nâng cao kỹ năng quản lý tài chính của mình, sống giản dị, cắt giảm các chi phí không cần thiết và điều quan trọng nhất là tiết kiệm hàng tháng. Điều đó sẽ giúp cho mệnh chủ có được một khoản tiền tiết kiệm trong năm 2024 này. Giáp Thìn Đường dự đoán là một năm tài vận khó khăn đối với tuổi Nhâm Dần, không có nhiều khoản thu mà nguy cơ hao tài cũng rất lớn. Tài lộc có thể nói là lên xuống thất thường, tính chất biến đổi rất mạnh, nên về mặt quản lý tài chính quý cô bác càng phải thận trọng kẻo phá tài. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải có sự tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vung tiền vô ích. Thời gian đầu năm quý cô bác cũng có cơ hội khám phá những nguồn kiếm tiền mới, chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, các loại quỹ, song đừng quên những lĩnh vực đó. Tuy hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn, vì vậy hãy luôn bắt đầu với tâm thế vừa học, vừa làm, quan sát và tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự vung tiền vào. Năm 2024 này, ngoài việc đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng, Nhâm Dần không nên quá xa đọa lười biếng, chỉ nghĩ đến hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cày kiếm để trang trải cuộc sống. Nếu không hợp với kinh doanh, quý cô bác hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian cho phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ, bởi tích tiểu thành đại, nhiều món nhỏ gộp lại sẽ thành món lớn. Khoảng thời gian 4 tháng đầu năm sẽ được dự báo là giai đoạn có nhiều biến động tài chính thường xuyên nhất, nên cần phải luôn đề cao cảnh giác, phải thận trọng trong các quyết định tài chính. Hãy cẩn thận không bỏ tất cả trứng vào một giỏ, và quý cô bác nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro. Bản mệnh sẽ có rất nhiều khoản cần phải chi tiêu. Ngoài những nhu cầu sinh hoạt thường ngày, ma chay, hiếu hỉ, thì những dự định làm ăn thiếu hiệu quả cũng tiêu tốn của tuổi này một khoản không nhỏ. Người xưa có câu, cần kiệm là gốc để trị gia. Một người cần cù chịu khó sống tiết kiệm thì không bao giờ gặp cảnh đói khát. Nếu như tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 hiểu được điều đó và áp dụng vào cuộc sống, làm gương cho con cháu, thì sẽ tạo được mỹ đức truyền thống trong gia đình. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Của tuổi Nhâm Dần trong 4 tháng đầu năm 2024 là bậc cao niên đáng kính trong nhà. Quý cô bác có kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Nếu có thể giáo dục truyền đạt cho con cháu về tam quan đúng đắn, thì thế hệ sau sẽ càng hòa thuận thịnh vượng. Ở độ tuổi hiện tại, quý cô bác nên suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, giữ thái độ lạc quan để cuộc sống nhẹ nhàng và cả những người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái. Khi gặp chuyện không như ý đừng vội phản ứng một cách gay gắt, điều gì có thể cho qua thì hãy cho qua. Khi vượt qua tuổi 60, người ta nên quên đi mọi rối ren trong mối quan hệ với người khác. Tại tuổi này thì chúng ta nên sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không nên tính toán lợi ích cá nhân. Vì vậy, dù quý cô bác giàu hay nghèo, hãy đối mặt với thị phi trong quá khứ bằng sự bao dung, xem nhẹ mọi thứ và biết ơn những gì chúng ta đã có. Mâu thuẫn gia đình có thể ảnh hưởng lớn đến quý cô bác. Người trẻ thường có công việc và cuộc sống của riêng họ, thời gian gặp gỡ với bố mẹ cũng không nhiều. Trong quá trình giao tiếp với bố mẹ thì cũng không tránh khỏi sự khác biệt về quan điểm. Những người cao tuổi có tâm lý yếu đuối sẽ cảm thấy rất buồn. Khi đã qua tuổi 60 rồi, quý cô bác Nhâm Dần hãy thư giãn và tận hưởng cuộc sống tươi tuổi già. Trong nửa đầu cuộc đời, cô bác đã làm việc không ngừng rồi, chăm sóc con cái và lo lắng cho gia đình. Ở nửa sau cuộc đời hãy để con cái tự do sống cuộc sống theo ý muốn của chúng. Hãy cố gắng suy nghĩ ít hơn về mọi việc trong cuộc sống và bớt lo lắng hơn để cơ thể và tâm trí của quý cô bác cảm thấy thư thái. Thứ tư, về sức khỏe của quý cô bác tuổi Nhâm Dần 4 tháng đầu năm 2024. Bước sang tuổi 63, sức khỏe là điều quan trọng nhất đối với tuổi Nhâm Dần. Sau 60 tuổi, sức khỏe của quý cô bác bắt đầu suy giảm, và khi thấy người khác thường xuyên mắc bệnh,
cô bác có thể trở nên lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên than thở và lo lắng thường không có lợi cho sức khỏe và có thể dẫn đến bệnh tật. Bản mệnh nên duy trì tâm trạng bình thường, sống tích cực. Nếu có bệnh thì hãy điều trị kịp thời, không cần quá lo sợ. Các cơ quan trong cơ thể bắt đầu lão hóa, quá trình tiêu hóa cũng sẽ yếu đi. Nếu ăn uống quá mức, sự ham muốn về đồ ăn có thể gây ảnh hưởng cho đường tiêu hóa và dẫn đến các bệnh mãn tính như tăng mỡ máu, tiểu đường. Bí quyết sống lâu sống khỏe của mệnh chủ là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan vui khỏe. Chắc chắn quý cô bác đang có nhiều dấu hiệu của sự lão hóa như khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, tóc bạc và đi đứng chậm chạp. Những biểu hiện trên cơ thể này đều biểu thị cho tuổi già, nên khó tránh khỏi cảm giác buồn bã và sợ hãi về cái chết. Nếu ngày nào đó quý cô bác cũng lo lắng quá nhiều, sẽ gây bất lợi cho sức khỏe. Chúng ta nên xem nhẹ sự sống và cái chết, không quá quan tâm đến tuổi tác, mà hãy trân trọng cuộc sống mỗi ngày để cuộc đời trôi qua một cách hạnh phúc và tươi đẹp. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Nhâm Dần sẽ diễn ra như thế nào, biến động hung cát ra sao. Cô bác hãy cùng lắng nghe nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 cho biết, quý cô bác Nhâm Dần rơi vào tình trạng mất cân bằng khi dành quá nhiều thời gian cho công việc, sẵn sàng tham gia các cuộc gặp gỡ đối tác mà quên các sự kiện quan trọng của gia đình trong dịp đầu năm mới. Nhâm Dần trong tháng mới đầu năm không ngại thể hiện tham vọng của mình với những mục tiêu lớn lao. Hơn ai hết, bản mệnh tin tưởng vào khả năng của bản thân và điều quan trọng là cô bác thích mình trong trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết. Sự lời nhắc của bản thân trở nên trì trệ là điều không bao giờ xảy ra. Để có được kết quả như ý thì quý cô bác cũng cần thay đổi cách tiếp cận với các vấn đề. Sự thay đổi và thích nghi cũng giúp cho cô bác có cơ hội điều chỉnh cảm xúc cá nhân, giúp các vấn đề tồn đọng lâu ngày được giải quyết. Tả phù xuất hiện để hỗ trợ cho kế hoạch của con giáp tuổi Nhâm Dần sẽ sớm đạt được kết quả như mong đợi. Có thể nhận thấy được những người xung quanh rất nhiệt tình giúp đỡ khi quý cô bác gặp khó khăn. Do đó nếu vấn đề gì không hiểu hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận. Tuy nhiên đừng vì có chút thành công mà bắt đầu nói những lời không hay như phủ định công sức của người khác hay chê bai người kém hơn mình. Từ đây có thể phát sinh những thị phi, điều tiếng không đáng có. Tử vi tháng 1 tuổi Nhâm Dần âm lịch cho biết, nhất bạch bay về phương Tây Bắc cho thấy rằng người mệnh này có dấu hiệu phát tài nhỏ. Người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ có dịp làm ăn tấn tới, gặp may mắn về tài chính trong những ngày đầu năm mới. Ảnh hưởng của tỷ kiên cho thấy, trong những lúc mất kiểm soát vì một lời chỉ trích, quý cô bác cũng có xu hướng mua sắm nhiều hơn để bù đắp cho cảm giác trống trải mà bản thân đang trải qua. Đó là lúc quý cô bác dễ phạm sai lầm trong khía cạnh tài chính. Nếu có thể, hãy để một khoản nhất định cho việc chi tiêu, tiêu hết số đó thì dừng lại. Có như thế quý cô bác mới kiểm soát tốt được các khoản thu chi của mình. Đôi khi cô bác cần khắt khe với bản thân một chút thì mới có tiền tiết kiệm đảm bảo cho tương lai. Thế nhưng khi quý cô bác có quá nhiều tham vọng trong sự nghiệp thì có nghĩa là quý cô bác không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Ngày đầu năm mới, cô bác nên ưu tiên dành thời gian cho người thân nhiều hơn, đừng tham công tiếc việc quá, đến nỗi quên mất đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thời tiết này dễ khô và lạnh, do đó mà tuổi Nhâm Dần ngoài việc tìm cách giữ ấm cho cơ thể, còn cần quan tâm tới việc dưỡng da, đảm bảo đủ độ ẩm để hạn chế tối thiểu trường hợp bị nứt nẻ, gây đau đớn khó chịu, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Thiên cầu hung tinh dự báo, họa khẩu thiệt thị phi gây hại cho sức khỏe. Khi không có được sự an tĩnh trong tâm, thì quý cô bác khó có được giấc ngủ như ý. Vì thế, hãy cố gắng dẹp bỏ những lo lắng phiền muộn ra khỏi đầu trước khi lên giường đi ngủ. Ngoài ra bản mệnh cũng có thể dành thời gian để tập yoga hoặc thiền, vì đó là cách để cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất rất hiệu quả. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi tuổi Nhâm Dần âm lịch cho biết, tháng 2 được nhận định sẽ là khoảng thời gian phát triển ổn định đối với người tuổi Nhâm Dần, với những tín hiệu tốt ở hầu hết các phương diện. Cục diện tử vi là lục hợp thái tuế và các tinh thiên đức mang tới cho con giáp này những nền tảng thăng tiến nhất định trong công việc. Vận trình có nhiều khởi sắc, giúp cho sự nghiệp của con giáp này trong tháng mới có nhiều tiến triển khả quan. Đây là tháng mà Dần sẽ được quý nhân phù trợ khi lục hợp xuất hiện, nho đó các cơ hội thăng chức, tăng lương trong tháng khá cao, bản mệnh nên nhanh tay nắm bắt. Thiên đức các tinh cũng đảm bảo các kế hoạch công việc đều diễn ra ổn thỏa và hầu hết đều nằm trong dự tính ban đầu của con giáp này. Sự chủ động ở ngày trước bước đầu đã giúp cho quý cô bác theo sát tình hình, có sự điều chỉnh cho kịp thời,
cũng hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng. Cơ hội khá nhiều, nhưng đồng thời quý cô bác cũng cần phải nhận thức được một số thách thức tiềm ẩn. Quý cô bác vẫn nên thận trọng trong các mối quan hệ. May mắn và thuận lợi hiện tại của tuổi Nhâm Dần có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Cô bác có thể gặp phải một số đối thủ cạnh tranh hoặc trở ngại, đòi hỏi sự cảnh giác và xoay chuyển tình thế linh hoạt. Nếu như đang có ý định bắt đầu kinh doanh riêng lẻ, việc chú ý đến những thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi bất cứ lúc nào sẽ là chìa khóa thành công. Nhưng bước đầu chập chững có không ít khó khăn, cần phải kiên nhẫn, bình tĩnh, chớ nên bỏ cuộc dễ dàng. Quý nhân vẫn tăng cao cho thấy sẽ có người xuất hiện giúp đỡ quý cô bác đúng lúc khi cần. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, không chỉ sự nghiệp tài vận của Nhâm Dần cũng trên đà khởi sắc, con giáp này dự kiến sẽ trải qua một số thay đổi tích cực và đạt được lợi ích về mặt tài chính. Quý cô bác có thể có một số thu nhập tài chính hoặc cơ hội đầu tư bất ngờ, nhưng cũng cần phải thận trọng với chúng. Với người làm ăn kinh doanh, cục diện nhị hợp giúp cho các mối hợp tác làm ăn của Dần vô cùng suôn sẻ trong tháng này. Nhân duyên tốt đẹp mở ra những cơ hội gặp gỡ khách hàng đối tác tiềm năng, hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ầm ầm. Bản mệnh có thể gặp được nhiều cơ may để thể hiện khả năng của mình. Nếu chăm chỉ làm ăn, quý cô bác ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động. Những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống của quý cô bác có thể khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Những người mạnh dạn đầu tư cũng có thể yên tâm rằng, mặc dù rủi ro tiềm ẩn là điều không thể tránh khỏi, nhưng lợi nhuận thua về vẫn đủ để quý cô bác tự tin cho những bước đi tiếp theo. Đặc biệt, sao Tốt Thiên Đức sẽ giúp hóa giải phần nào những xôi xẻo quý cô bác có thể đối mặt, gặp dữ hóa lành. Vậy nên nếu quý cô bác cảm thấy đã đến lúc phải làm việc lớn, đừng ngần ngại thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Cô bác cũng được nhắc nhở rằng nên cố gắng tránh các khoản đầu tư rủi ro hay những mối hợp tác với đối tượng không chắc chắn và xử lý các vấn đề tài chính một cách thận trọng, đồng thời lập kế hoạch và kiểm soát chi tiêu hợp lý để tránh những khoản lãng phí không đáng có. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy đảm bảo tiến hành thu nhập thông tin và phân tích đầy đủ để tránh những rủi ro và tổn thất không đáng có. Duy trì chiến lược và đầu tư hợp lý đúng đắn sẽ giúp ổn định và phát triển tài sản của mình. Trong tháng 2 âm lịch này, những người cầm tinh con hổ sẽ đón đào hoa tăng vọt, nguyệt lệnh lâm mộc dục dự báo, nhân duyên vượng sắc, lợi cho cô bác Nhâm Dần cùng cố mối quan hệ tình cảm và gia đạo của mình. Về phương diện sức khỏe, nhìn chung nhờ trạng thái tinh thần thoải mái, nên có tác động vô cùng tích cực tới thể trạng của Nhâm Dần trong tháng này. Nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật, công việc tăng lên, do đó quý cô bác cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tích việc, khiến cơ thể lao lực. Điều rất quan trọng là duy trì thói quen ăn uống tốt và tập thể dục điều độ, nên dành thời gian thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 tuổi Nhâm Dần âm lịch cho thấy vận khí của bản mệnh lên xuống khá thất thường ở thời gian này, có thăng, có trầm, có tốt, có xấu. Bản mệnh được tam hợp quý nhân nâng đỡ, nhiều phúc tinh cao chiếu, nên những khó khăn tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa. Nhờ được cục diện tam hợp thái tuế che chở, nên công việc của bản mệnh có tiến triển khả quan, bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn động đâu hồng đó, càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc quý cô bác buông xuôi, không làm gì nữa thì tự nhiên lại có tin vui, cũng bởi nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Dần, khiến cho cát khí của tam hợp bị suy yếu. Càng về cuối tháng thì công việc càng nhiều và áp lực, đòi hỏi tuổi Nhâm Dần cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Dẫu cho vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính là sự thành hay bại, là do bản mệnh quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ. Đừng quá đặt nặng may rủi, một khi quý cô bác hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản bước tiến của bạn. Tháng này có bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ phải vất vả ngực sôi nhiều hơn, đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc, nên khó được phút giây nào an nhàn, ngồi yên một chỗ hưởng hạnh phúc. Dù vậy nhưng nỗ lực của cô bác rồi sẽ cũng đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội buông xuôi. Trong tháng, tuổi Nhâm Dần sẽ có tài tinh thiên tài chiếu mạnh, nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ có tam hợp cục, nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bằng thêm phần rủng rỉnh. Người kinh doanh buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài ngày tiêu cả tháng. Tuy nhiên,
Nguyệt Lệnh Lâm Tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc, tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều. Điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để tuổi Nhâm Dần đầu tư ồ ạt ở quy mô lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, quý cô bác cũng nên chú trọng hơn vào việc tích góp, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Cô bác nên xây dựng lại kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp. Tháng 3 âm lịch này, nhân duyên rộng mở nhờ tam hợp nâng đỡ, phương diện gia đạo của quý cô bác tuổi Nhâm Dần cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Tử vi cũng cho biết thêm, tháng này Nhâm Dần có hung tinh Thiên Nguyệt chú mệnh, lại không được Nguyệt Lệch ủng hộ nên sức khỏe sẽ có phần sa sút, khó đoán, thể trạng không lý tưởng. Cô bác có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết diễn biến, cho đến sự mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh Bạch Hổ, dễ vướng vào những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫn tới họa huyết quang. Bản mệnh sắp xếp đồ đạc cho trong nhà nên gọn gàng, để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi cho biết, tháng này nhờ sự chủ động mà con giáp tuổi Nhâm Dần xử lý được khối lượng công việc khổng lồ. Nếu được giúp sức nữa thì hiệu quả sẽ tăng lên đáng kể. Bản mệnh có thể hoàn thành được nhiều việc chỉ trong thời gian ngắn. Ngược lại, nếu quý cô bác trở nên cố chấp, thích sống khép kín, thì kết quả cũng chỉ bình bình, tạm ổn mà thôi. Tử vi các tinh trợ lực cho đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng mới có nhiều khởi sắc. Những ai đang khó khăn cũng lập tức thích nghi với hoàn cảnh, chuyển hướng kinh doanh để vượt qua giai đoạn nhiều trở ngại này. Thế nhưng công việc hợp tác làm ăn chung lại không phù hợp với tuổi Nhâm Dần trong tháng này. Mọi việc chỉ thực sự suôn sẻ khi quý cô bác tự mình giải quyết vấn đề. Quý cô bác rất tốn nhiều thời gian công sức mới có thể tìm được người cộng sự ăn ý. Theo tử vi tháng 4 tuổi Nhâm Dần âm lịch, lúc này bản mệnh luôn ưu tiên những việc mang lại sự an toàn cho mình, nên không có nhiều cơ hội để làm giàu, gia tăng thu nhập trong tháng đâu. Tình hình tài chính ở mức trung bình, nhưng đủ để cho quý cô bác có được cuộc sống đơn giản mà mình muốn. Nhìn chung quý cô bác cân đối được thu chi, nên không có điều gì phải lo lắng cả. So với những người đang gặp khó khăn, thì quý cô bác đang ở mức khá. Nhưng dù sao, quý cô bác cũng vẫn cần tránh những khoản cần phải chịu chi phí lớn. Vì nguồn thu của quý cô bác chưa thực sự dồi dào, hạn chế việc tiêu tiền trước, trả tiền sau, để tránh vướng vào rắc rối tiền bạc. Vũ Hoàng bay về phương Đông dự báo, bản mệnh sẽ gặp tai họa, dễ khuynh gia bại sản mà vẫn bị hiểm nguy. Tháng này bản mệnh cũng nên lưu ý tránh thực hiện bất cứ quyết định đầu tư kinh doanh nào. Bước sang tháng 4 âm lịch có thể thấy rằng tình hình sức khỏe là một trong những vấn đề mà con giáp tuổi Nhâm Dần sẽ phải lao tâm khổ tứ trong tháng này. Nếu không phải quý cô bác bị bệnh thì cũng là người nhà khiến cho quý cô bác phải lo lắng không thôi. Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc tác động lên cả tâm lý lẫn tinh thần của người tuổi Nhâm Dần, cô bác phải tìm cách giải tỏa căng thẳng vì chúng đang tác động tiêu cực. Nhất là ai đang bị bệnh càng ngày càng suy nghĩ tiêu cực thì bệnh lại càng nặng hơn nhé. Do đó hãy tìm lý do để quý cô bác có thể suy nghĩ lạc quan lên. Cô bác có thể xem phim hài, nghe ai đó kể chuyện cười, hoặc tập trung làm một việc nhỏ nhưng ý nghĩa, đủ làm cho quý cô bác cảm thấy vui vẻ nhất. Thời điểm này, chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất để tăng cường chức năng hô hấp. Nếu không thể đi ra ngoài thì quý cô bác chỉ cần ở nhà đi lại trong phòng bằng cách sắp xếp lại đồ đạc, lau dọn nhà cửa cũng là cách vận động. Việc này rất hữu ích, tránh việc ngồi một chỗ quá lâu. Tổng kết về vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong 4 tháng đầu năm 2024 và cách hóa giải hung cắt cho bản mệnh như sau. So với tử vi năm 2023, vận trình xuyên suốt 4 tháng đầu năm 2024 của người tuổi Nhâm Dần kém sắc và có nhiều khó khăn hơn. Trong năm vận quý nhân mỏng, đường số tự lo tự làm, tất bật vất vả mà thu về thành quả chưa thực sự tương xứng. Một phần vì cát khí ít hỗ trợ kém cho vận trình, một phần cũng vì khó khăn chung của nền kinh tế, khiến công việc mà quý cô bác đang làm bị tác động đáng kể. Nhìn chung, năm 2024 là một năm đầy cơ hội và thách thức đối với những người tuổi Nhâm Dần. Cần giữ thái độ tích cực và khả năng thích ứng linh hoạt để nắm bắt cơ hội, đón đầu tương lai tốt đẹp hơn. Và sau đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Nhâm Dần. Để hạn chế hay phòng tránh những xui xẻo gặp phải trong năm 2024, tuổi Nhâm Dần có thể tham khảo một số cách hóa giải dưới đây. Tuy đơn giản nhưng lại khá hiệu quả. Hãy thử nghiệm nhé! 1. Hành sự lớn hay nhỏ thì cần tắc vô ưu. Hành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp cho tuổi Nhâm Dần dễ dàng có được thành quả như mong đợi.
đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có như đấu đá nội bộ, thị phi, bất cần về ký tá giấy tờ. Đường số cần nhớ rằng sức lao động là cái gốc, phong thủy cũng chỉ như nắng gió mưa thêm vào. Chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe thì tự có tự thành thăng hoa. Lười làm lười nghĩ, gốc yếu thân cụt, tới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, có bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn xui xẻo mà thôi. Tà lộng không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi cô bác đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính là con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận. Không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho nhâm dần tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, để năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, về tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phúc dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn, hay quý bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cắt khí gia tăng. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng vậy. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả như thế nào cũng sẽ thăng hoa thành công mỹ mãn. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, cô bác cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hợp tác đầu tư nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 này, tuổi Nhâm Dần nên hợp tác làm ăn với tuổi nào để may mắn thuận lợi? Tuổi Dần và tuổi Tý. Có lúc mối quan hệ giữa người tuổi Dần và người tuổi Tý rất hòa hợp, vui vẻ, nhưng cũng có lúc cô bác trở thành những đối thủ thực sự của nhau. Trên phương diện làm ăn, tuổi Tý và tuổi Dần cũng khó có thể hợp tác êm xuôi. Cô bác dễ nóng nảy, đấu khẩu với nhau, thậm chí đang từ bạn chuyển thành thù. Tuy nhiên nếu cả hai bên đều biết kiềm chế bản thân, sẽ trở thành những người tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tuổi Dần và tuổi Sửu. Một lời khuyên chân thành là tuổi Dần không nên kết hợp với tuổi Sửu, dù là trên phương diện tình yêu hay tình bạn. Hai tuổi này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại có điểm chung là vô cùng nóng nảy. Tuổi Sửu tuy hiền lành ít nói, nhưng một khi đã bị tuổi Dần áp đặt thì sẽ không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình. Cô bác có những sở thích và quan niệm sống trái ngược nhau. Điều quan trọng là cả hai bên đều không thể thích nghi được với nhau. Tuổi Dần và tuổi Dần. Nếu trở thành đối tác làm ăn, hai người tuổi Dần sẽ không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau. Cô bác có chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, đặc biệt là tinh thần nhiệt tình, luôn sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đứng trước bất kỳ khó khăn nguy hiểm nào, tuổi Hổ sẽ luôn hy sinh bản thân để bảo vệ đồng loại của mình. Tuổi Dần và tuổi Mão. Cô bác sẽ khó có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc nếu hợp tác làm ăn với nhau. Khi tuổi Dần cần được chia sẻ lắng nghe những lời khuyên hữu ích thì người tuổi Mão dường như không dám bày tỏ quan điểm của mình. Cô bác tỏ ra yếu đuối lép vế hơn so với những người tuổi Dần mạnh mẽ uy quyền. Tuổi Dần và tuổi Thìn. Dường như tuổi Thìn hiểu rõ được những suy nghĩ đằng sau lớp vỏ bọc chắc chắn của người tuổi Dần. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu như Thìn luôn mang lại niềm vui sự mới mẻ trong cuộc đời của Dần. Ngược lại, những người tuổi Dần sẽ là chỗ dựa bờ vai vững chắc cho người tuổi Thìn. Tuổi Dần và tuổi Tỵ. Khoảng cách lớn nhất giữa người tuổi Dần và người tuổi Tỵ đó là sự khác biệt về cả tính cách lẫn sở thích. Thậm chí cô bác có những suy nghĩ quan điểm trái ngược nhau. Dường như cô bác trở nên đấu khẩu mỗi khi chạm mặt nhau. Hai tuổi này hiếm khi tham gia vào cùng một cuộc trò chuyện bởi những quan điểm khác nhau đã tạo nên một bức tường ngăn cách Dần và Tỵ. Cô bác cũng ít khi hợp tác làm ăn với nhau bởi mối quan hệ này sẽ không đem lại hiệu quả cao. Tuổi Dần và tuổi Ngọ. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, hai người tuổi này sẽ đem lại hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Đều có lối suy nghĩ phóng khoáng, sự thông minh và sáng tạo khi làm việc. Tuổi Dần và tuổi Ngọ dễ dàng ăn ý hòa hợp được với nhau.
không có thử thách nào quá khó đối với họ. Tuổi Ngọ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, giúp cho người tuổi Dần phát triển công việc sự nghiệp của mình. Tuổi Dần và tuổi Mùi. Tuổi Dần mạnh mẽ quyết liệt là thế, nhưng cũng phải lay động trước bản tính tốt bụng, mềm yếu của người tuổi Mùi. Trong sự nghiệp, tuổi Mùi được coi là vị cứu tinh soi sáng, dẫn lối cho người tuổi Dần đến với vinh quang. Bởi vậy mà cô bác sẽ không thể vắng mặt trong cuộc đời nhau. Mùi sẽ luôn đưa ra những giải pháp, những lời khuyên chính xác, đúng lúc, đúng chỗ để giúp đỡ cho người tuổi Dần vượt qua khó khăn nguy hiểm. Tuổi Dần và tuổi Thân. Tuổi Thân và tuổi Dần dù giao lưu gặp gỡ với nhau, nhưng trên phương diện nào cũng đều không tốt, thậm chí họ có thể trở thành khắc tinh của nhau. Những người tuổi Dần lại không thể chịu được việc người khác chỉ trích dạy bảo mình vì những nét trái ngược nhau về tính cách. Hai tuổi này khó có thể trở thành những người bạn tri kỷ, tuổi Dần và tuổi Thân dễ trở thành những địch thủ của nhau hơn là đối tác làm ăn. Thân tỏ ra nhàm chán trước những kế hoạch cách làm việc của Dần. Điều đó không những làm cho cả tuổi Dần cảm thấy bị xúc phạm, mà còn khiến cho cơn sóng tức giận trong lòng cô bác nổi lên. Tuổi Dần và tuổi Dậu. Có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu hai tuổi này trở thành những đối tác kinh doanh làm ăn với nhau. Tuổi Dần chăm chỉ không ngừng, nỗ lực phấn đấu để đạt được sự thành công. Tuổi Dần sẽ phải khâm phục và ghi nhận những sáng kiến, lời khuyên bổ ích mà Dậu mang lại. Tuổi Dần và tuổi Tuất. Người tuổi Dần mạnh mẽ gan dạ và người tuổi Tuất cũng dũng cảm không kém. Tuổi Dần ý chí hoài bão lớn lao nhưng lại dễ thay đổi và nản lòng, nắm bắt được điểm yếu ấy. Tuổi Tuất tìm cách khắc phục giúp đỡ tuổi Dần hợp tính kiên trì nhẫn nại. Có thể nói sự kết hợp giữa hai người này là vô cùng hoàn hảo. Cô bác sẽ tương trợ bù trừ những khuyết điểm thiếu sót của nhau. Tuổi Dần và tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này khó có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp vẻ vang. Dường như những người tuổi Dần cảm thấy khó chịu với phong cách làm việc chậm chạp, há miệng chờ xung của người tuổi Hợi. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng Hợi đã đóng góp nhiều sáng kiến mới lạ độc đáo, giúp tuổi Dần vững bước hơn trên con đường thành công. Thưa quý vị thân mến, ai cũng muốn sống thọ, sống khỏe. Để đạt được mong muốn này và tránh nhiều bệnh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ, các chủ đề về sức khỏe hàng ngày luôn được mọi người đặc biệt quan trọng. Mọi người đều biết rằng bỏ hút thuốc và uống rượu là rất quan trọng. Tuy nhiên pháp bảo trường thọ đầu tiên, nhiều người không thể làm được điều đó. Ai có thể làm được thì sống càng thọ. Dưới đây là bảng xếp hạng 5 cách để sống trường thọ. Cô bác hãy cùng lắng nghe nhé. Vị trí thứ nhất, bỏ hút thuốc và uống rượu. Như chúng ta đã biết, hút thuốc và uống rượu đã rất có hại cho sức khỏe rồi. Trong y học có quá nhiều bệnh liên quan đến hút thuốc và uống rượu. Nổi tiếng nhất là ung thư phổi do hút thuốc và ung thư gan do uống rượu. Tất nhiên còn có nhiều bệnh khác do ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp và việc hút thuốc và uống rượu, chẳng hạn như các bệnh ung thư khác nhau, bệnh tim mạch. Tuy nhiên trong các chủ đề về sức khỏe, bỏ hút thuốc và uống rượu chỉ có thể được coi là cơ sở để bắt đầu. Vị trí thứ hai là chế độ ăn uống nhẹ nhàng. Có câu, bệnh từ miệng mà ra. Hiện nay điều kiện sống của mọi người đã được cải thiện. Một số món ăn từ thịt trước đây muốn ăn không dễ có, giờ đây đã trở nên dễ dàng, thậm chí nhiều vô số kể. Cộng với việc giảm vận động dẫn đến béo phì và các bệnh chuyển hóa khác nhau xuất hiện vô tận, chẳng hạn như mỡ máu cao, bệnh tiểu đường, tăng axit u máu. Vị trí thứ ba, tập thể dục thường xuyên. Có câu nói rằng, cuộc sống nằm trong tập thể dục. Tập thể dục có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể, để chúng ta chống lại bệnh tật tốt hơn. Tập thể dục thường xuyên cũng có thể kiểm soát được cân nặng. Có quá nhiều lợi ích của việc tập thể dục. Thế nhưng hiện nay có rất ít người có thể nhận ra điều này và thực sự tập luyện không nhiều. Mọi người đều biết rằng tập thể dục có thể cải thiện khả năng miễn dịch và chúng ta nên tập thể dục thường xuyên và điều độ. Nhưng thường có nhiều lý do để lười vận động, cho nên hãy cân nhắc về điều này. Vị trí thứ tư, không thức khuya. Đối với hầu hết những người trẻ tuổi thời nay, không thức khuya thực sự không phải là điều dễ dàng để làm. Đối với nhiều người thì vì lý do công việc. Tuy nhiên với nhiều người thì việc xem các video trên điện thoại di động rất hấp dẫn, trò chơi rất thú vị và sự cám dỗ của các sản phẩm công nghệ là khó cưỡng. Tuy nhiên ngủ không ngon hoặc ngủ không đủ giấc giống như béo, vì cũng là nguồn gốc của mọi bệnh tật. Thường xuyên thức khuya không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của ngày hôm sau, mà còn ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, các bệnh về tâm thần và thần kinh. Và vị trí thứ năm là tâm trạng tốt. Khi nghe câu, cười lên một tiếng, bạn sẽ trẻ ra 10 năm, có thể bạn sẽ cho rằng nó hơi phóng đại, nhưng thực tế thì câu nói này rất giàu trí tuệ. Trong việc giữ gìn sức khỏe, từ quan điểm sinh lý tâm lý sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta và cảm xúc xấu có thể gây ra những thay đổi trong cơ thể, chẳng hạn như phổ biến nhất là nhịp tim, thay đổi huyết áp,
và ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết. Ví dụ điển hình nhất là trầm cảm, lo lắng và có cảm xúc khác thực sự có liên quan đến sự khởi đầu của ung thư. Vì vậy, duy trì một thái độ tốt và một tâm trạng bình yên, vui vẻ thực sự là vũ khí thần kỳ số 1 để giữ gìn cho sức khỏe luôn được bình an và thoải mái nhất. Vâng, quý vị thân mến, hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Vi chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý vị và người thân. Kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.